Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai sinh ra cũng đều mong mình có được số mệnh ưu ái, giàu có và hạnh phúc là hai điều được con người mong cầu nhiều nhất. Thế nhưng số mệnh lại chọn con người, chứ con người lại không được phép lựa chọn số mệnh cho mình. Có người sinh ra sống tốt, tài năng hơn người, vậy mà nghèo khổ vẫn bám riết, đi làm ra bao nhiêu tiền lại đi hết bấy nhiêu, xui xẻo triền miên, có khi tán gia bại sản, mang nợ cả đời. Lại có những người chẳng có tài năng gì, nhưng một đời lại gặp được toàn quý nhân tương trợ, may mắn liên tiếp, làm gì cũng xuê chèo, mát mái. Có vận may bất ngờ sẽ trúng lớn, để tiêu tiền mấy đời cũng không hết, hưởng cả gia sản cách xù. Cũng giống như những con giáp này vậy, tuy trong năm 2020 đầy biến động do dịch bệnh như hiện nay, nhưng những con giáp này lại chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, được quý nhân cất nhắc, bề trên nâng đỡ, nên trong 4 tháng cuối năm 2020, công việc phát triển, kiếm tiền cực giỏi, cuộc đời sang trang mới, trở thành tỷ phú. Vậy để tìm hiểu xem những con giáp may mắn này là những con giáp nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Mão. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, can trường và dám dấn thân. Họ không sợ khổ cực, không chùn chân mỏi gối trước thất bại nên càng chí thú làm ăn, càng lắm tiền nhiều của, mua nhà mua xe ngay từ thuở độc thân. Bên cạnh đó, người tuổi Mão có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc, tuổi Mão lại vô tình tự làm chính mình buồn. Những người này khá nhạy cảm, dễ xúc động và có đời sống nội tâm phong phú. Bởi vậy tuổi Mão sẽ tổn thương, cũng sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Trong một số trường hợp, họ có thể đưa ra phán đoán nhanh chóng, chính xác, như thể có được giác quan thứ 6 mách bảo. Những người tuổi Mão nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát không ai bằng. Họ ít khi tập trung vào công việc, nhưng khi đã làm hết mình, tuổi Mão thường đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Có thể nói, tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất, cả về đường công danh, sự nghiệp, lẫn tình duyên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, tuổi Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, những tháng đầu năm làm ăn thất bát, xui xẻo rình rập, nhưng từ tháng 9 âm lịch trở đi, con giáp này giàu sang sẽ đổi đời ngoạn mục. Nhờ vào sự chăm chỉ và không hề bỏ cuộc sau những tháng công việc không được tốt, mà thu nhập của những người làm công ăn lương, công chức văn phòng và những người làm ăn, kinh doanh cũng có sự nhảy vọt. Các khoản tiền thưởng dồn dập, thu nhập từ công việc tay trái có thể khiến tuổi Mão có cuộc sống dư giả, sủng dình hết mực. Con giáp tuổi Mão bước chân ra cửa là có thần tài nâng đỡ, vượng phát trăm bề.
không chỉ vượng tiền tài mà còn vượng công danh. Con giáp này sẽ nhận được quyền lợi lớn, có tiếng nói và vị thế được nâng tầm trong suốt thời gian còn lại của năm. Thứ hai, tuổi Thìn. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt, có vẻ bề ngoài, luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Tuổi Thìn là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Thìn rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bố bã với những người bạn thân thiết. Đó chính là đặc tính trong con người họ. Tuổi Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ sẽ nóng giận và cũng sẽ tha thứ cho những người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Tuổi Thìn là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Con giáp luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Ngoài những đặc tính trên, ông trời còn ưu ái cho người tuổi Thìn sinh ra đã may mắn hơn người. Dù gặp bao nhiêu tai họa, vẫn bình an vô sự, sống sung túc, an nhàn, cuộc nải đầy nhà. Tuổi rồng ngay từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Khi lớn lên, cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu, thử thách. Những người tuổi rồng không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi rồng như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Sau hơn nửa năm khó khăn của dịch bệnh thì tử vi 2020 của tuổi Thìn cho thấy từ những ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch đến cuối năm 2020, nhờ được bề trên soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên tuổi Thìn sẽ làm một hưởng 10, kết tiền lúc nào cũng chật cứng. Đường quan lộ của người tuổi Thìn báo hiệu sự thăng tiến, một đề nghị công việc mới hoặc chức vụ mới sẽ đến với con giáp này. Hãy tranh thủ cơ hội để mở rộng tiền đồ, thu tài lộc tối đa. Người mệnh rồng cũng hoàn thành một mục tiêu lớn liên quan tới nhà cửa, xe cộ. 3. Tuổi Hợi. Người cầm tinh con giáp Hợi sinh ra đã mang tính hiền lành, luôn sống chan hòa, dĩ hòa, vi quý. Tuổi Hợi cũng là những người vô cùng thông minh và sống nội tâm. Tuổi Hợi luôn sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Vẻ bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, không buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Con giáp này luôn chăm chỉ, không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ than phiền, làm ảnh hưởng để cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Trong con mắt của mọi người xung quanh, tuổi Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng.
họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai dù người đó có mắc sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người của tuổi Hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy, tuổi Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ, vụ lợi cho bản thân. Những người này sẽ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, tuổi Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương. Ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè. Tuổi Hợi là những con người đầy năng động, sáng tạo và nhiệt tình. Họ sẽ không bao giờ vắng mặt trong những buổi họp, giao lưu, gặp mặt. Tham gia công tác xã hội và những hoạt động tập thể giúp họ thư giãn, thoải mái và hoàn thiện bản thân mình. Năm 2020, tuổi Hợi cũng như các con giáp khác đều gặp khá nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên quá lo lắng bởi khổ tận cam lai. Sau 12 giờ trưa, ngày 1 tháng 9 âm lịch, đến cuối năm, tuổi Hợi sẽ nằm ngửa mà ăn, đời sang trang mới. Càng về cuối năm, càng phú quý, được thần tài rót lộc vào nhà, nên trong 3 năm tới, tuổi Hợi sẽ tự làm đại gia, sung sướng như tiên. Quý vị thân mến, trên đây là 3 con giáp được ông trời ban cho may mắn, tài lộc, giàu sang, phú quý và được đổi đời trong những tháng cuối năm 2020. Xin chúc mừng nếu các bạn nằm trong số những con giáp đó. Còn nếu không nằm trong số đó thì các bạn đừng quá buồn bởi qua năm dịch bệnh này sẽ có nhiều thay đổi. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Chỉ cần các bạn tích cực và làm việc thiện thì ắt sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp và may mắn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.